Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành vừa mới dựng xong bộ bàn ghế gỗ hương đá. Bộ bàn ghế này có tên gọi là bộ bàn ghế Phù Dung hay còn gọi là bộ bàn ghế Hồng Kông. Chúng tôi vừa mới dựng xong mộc và chúng tôi có quay lại video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc được biết về cái mẫu sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ hương đá. Và gỗ hương đá này thì được nhập khẩu 100% từ Nam Phi. Hiện nay bộ bàn ghế bằng gỗ hương đá đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và chúng tôi cho ra mắt bộ sản phẩm bộ bàn ghế Hồng Kông hay còn gọi bộ bàn ghế Phù Dung và chất liệu gỗ hương đá. Bộ này gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Chúng tôi sẽ quay chi tiết tỉ mỉ từ chân lên đến phần mặt trương cho quý khách trên toàn quốc được biết. Và bộ bàn ghế này chúng tôi làm đó là chân thẳng và mộng cắt chéo. Khác với bộ bàn ghế chân cong mà trước đây chúng tôi đã làm và chiếc ghế dài này chúng tôi làm theo kích thước đó là 2m37 nhân 61 và cao 1m17. Đó là vào cái cung phong thủy tài vượng, tài lộc và tài đức. Chúng tôi làm bàn ghế nó phải tuân theo cái quy tắc của ngành mộc, đó là làm vào các cái thước số đỏ, số đẹp nhằm mang lại cái lợi ích lớn nhất cho gia chủ dùng các cái bộ bàn ghế nó được đúng phong thủy và đúng cái cung số đỏ đẹp. Toàn bộ phần ván mặt chúng tôi là làm dày 2 phân và khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân. Các cái khung ô đố bên trên là chúng tôi làm dày 5 phân. Và đã được chạm Hồng Kông và phần mặt này chúng tôi được chọn vân chọn gỗ rất là đều, đẹp. Và tay hộp là chúng tôi làm 20 phân. Hộp này là hộp rỗng để cho quý khách tham khảo. Nhiều người có nhu cầu đặt về tay hộp đặc thì chúng tôi sẽ tính giá thành theo cái tay hộp đặc, giá thành nó sẽ cao hơn. Toàn bộ phần trương là chúng tôi chạm vào trương voi và các cái phần ván vách là chúng tôi chạm Hồng Kông, tức là họ chim công và sen kẽ chúng tôi có chạm các cái Louis hoa hồng. Và đây cũng là mẫu mới nhất của chúng tôi vừa mới tung ra thị trường, chưa có cơ sở nào làm. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành luôn là một đơn vị đi đầu trong cái khâu thiết kế nội thất phòng khách cũng như là cái nội thất phòng thờ. Và hiện tại thì chúng tôi đang chạy song song hai kênh, đó là Đồ Gỗ và Đồ Thờ Hiền Lành. Thì quý khách ủng hộ kênh, nhớ đăng ký kênh để xem được các video mới nhất về bộ bàn ghế phòng khách. Quý khách mà ưng mẫu sản phẩm bộ bàn ghế Phù Dung chân thẳng như này, quý khách liên hệ trực tiếp tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến chi tiết của chiếc bàn to. Chiếc bàn to này chúng tôi làm kích thước là 70 x 1m40. Nó vào cung đó là Hưng Vượng và Thuận Khoa. Phía bên trên mặt bàn chúng tôi đã chạm một bức tranh đó là Thuận Buồm Xuôi Gió nhằm mang lại cái sự thuận hòa tới từ các cái gia đình, công việc được suôn sẻ. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu tới hai chiếc ghế đơn trong bộ bàn ghế Phù Dung gồm có 6 món. Hai chiếc ghế đơn chúng tôi làm kích thước đó là 97 61 và cao 1m17. Nó vào các cái khung đẹp đó là thiên cổ và tài lộc, tài đức. Và toàn bộ phần chân này chúng tôi làm chân 10, phần hộp là chúng tôi làm tay hộp 20. Các cái phần ván và khuôn tranh cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Và các cái ván vách thì chúng tôi chạm Hồng Kông và phần trương thì chúng tôi chạm trương voi. Mẫu bàn ghế này là giống với các cái mẫu bàn ghế mà người Trung Quốc hay dùng. Chúng tôi liên tục cải biên
các cái mẫu mã để đáp ứng đúng theo nhu cầu của thị trường. Bộ bàn ghế này có tên gọi là bộ bàn ghế phù dung, và khi quý khách nhắc đến bộ bàn ghế phù dung chân thẳng thì chúng tôi nhớ ngay đến bộ bàn ghế này. Quý khách cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn. Và chiếc đôn là chúng tôi làm vuông 40, 40 x 40. Quý khách có thể đặt theo yêu cầu bộ 7, bộ 10. Tùy quý khách, chúng tôi nhận làm hàng theo yêu cầu. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ bàn ghế này được làm xuất xứ từ chất liệu gỗ hương đá. Và sau khi chúng tôi quay video phần mộc gửi tới quý khách hàng, chúng tôi sẽ đi vào quy trình hoàn thiện và bàn giao tới quý khách đã đặt hàng online. Quý khách ở xa mà không về được, quý khách có thể xem các cái video quay trực tiếp của chúng tôi. Tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị xem. Từ chân lên đến phần tay và phần trương, phần vách. Chúng tôi sẽ cam kết làm đúng mẫu mã như hình ảnh luôn. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh một lần nữa bộ bàn ghế phù dung bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế này cũng đang được đánh giá là bán chạy và thịnh hành trên cái thị trường đồ gỗ online. Toàn bộ chân là chúng tôi làm chân 10. Và kích thước ghế dài là 2m37, sâu 61 và cao 1m17. Bên cạnh các bộ bàn ghế này, chúng tôi còn đang sản xuất các cái bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, Minh Quốc Nghê, Minh Quốc Voi, Nghê Bảo Đỉnh và Tần Thủy Hoàng gỗ mun đuôi công, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ, gỗ mun hoa da báo. Quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube để xem thêm. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách, quý khách hãy bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị cũng như là các cái lỗi đến từ các cái bộ bàn ghế của các cơ sở khác mà quý khách mua phải. Chúng tôi vẫn cứ giải đáp cho quý khách yên tâm. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm nội thất phòng khách cũng như phòng thờ. Chúng tôi cập nhật liên tục 24 trên 24 cho quý khách được biết. Đây là bộ bàn ghế mẫu mới nhất của chúng tôi. Bộ bàn ghế phù dung gỗ hương đá. Toàn bộ tay là chúng tôi làm tay hộp và có các cái chuyện. Trương là chúng tôi chạm trương voi. Và vách là chúng tôi chạm Hồng Kông. Quý khách có nhu cầu, quý khách có thể về trực tiếp cơ sở đồ gỗ Yên Lanh để xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Đồ gỗ Yên Lanh cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ đồ gỗ Yên Lanh trong suốt thời gian vừa qua và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ Hiền Lanh trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm đồ gỗ Hiền Lanh và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.